Bản tin sau đây cho hay coronavirus đang trở thành cái cớ để kỳ thị chủng tộc. Thưa quý vị, vào 3 tuần trước đây thì cô Trang Đông là một người Mỹ gốc Việt 21 tuổi đã đăng tải một video lên mạng xã hội TikTok. Và trong clip này thì cô Đông và em họ của cô đang húp nước dùng còn sót lại từ bát phở. Và điểm gây cười đó là cả hai đều cầm thìa bằng đũa. Trong vài ngày qua thì video của cô Đông đã thu hút một số bình luận kỳ thị chủng tộc đề cập đến coronavirus. Đây là virus bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Cộng vào cuối năm 2019 và từ đó thì lây nhiễm hơn 19.000 người, chủ yếu tại Trung Cộng. Khi mà các viên chức nỗ lực để ngăn chặn căn bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO gần đây tuyên bố là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, nạn kỳ thị chủng tộc và bài ngoại chống người châu Á vẫn tiếp tục không suy giảm. Một số các nhà hàng đang chịu thiệt hại khi mà mọi người chia sẻ những cảnh báo sai lầm rằng các món ăn Trung Quốc có thể chứa virus. Có nhiều bài đăng trên Twitter và Facebook đổ lỗi cho người Trung Cộng hoặc là người được cho là người Trung Cộng như là cô Đông đã tạo ra và phát tán virus. Giáo sư Roger Kell, lật thuộc khoa nghiên cứu môi trường đại học York University cho rằng, để chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, phải bắt đầu bằng cách tách rời căn bệnh coronavirus khỏi điểm xuất phát của nó. Và hiện tại thì giáo sư Kell cho hay, có hai điều cần nhớ mỗi sáng khi bạn thức dậy, đó là rửa tay và không nên kỳ thị chủng tộc.